Sao? Ở trong khu cách ly vui không bạn? Đừng có chọc quê tôi nữa. Tôi đang tiếc vì bị hụt mấy cái dự án lớn nè. Nhưng mà tôi có gặp một con cá mập lớn. Nghe nói đâu á là đầu tư vô cấp dưới của ông đó. Là ai? Thì còn ai nữa? Chồng của cô phó giám đốc xinh đẹp bên ông chứ ai? Sản xuất ống hút gạo để xuất khẩu bây giờ đang là tiềm năng rất là lớn. Vì hiện tại bây giờ ai họ cũng đang quan tâm tới môi trường hết. Hiểu rồi. Vậy thôi nghe. Ở trong đó cách ly tốt. Nhớ yêu thiên nhiên và môi trường nghe bạn. Bye bye. Ê. Không có gì phải tiếc nuối. Sống là không được tiếc nuối. Càng không được tiếc nuối với những gì đã qua. Đúng là phong cách của dân phá sản. Thuê một cái nhà xưởng đúng là nơi khỉ ho còn gáy. Kệ. Vậy đi, mình mua lại cho nó rẻ. Cướp mất ta. Đừng đá là giọng như cái đó vô mặt người ta vậy. Làm như vậy nó mới hiệu quả, nó mới thấm. Chồng ráng đi nha. Chồng còn đau nhiều lắm hả? Không có đau, mà bực. Giữa ban ngày ban mặt mà dám chùm bà bố, hành hung người ta vậy. Thôi, vợ báo công an rồi. Chồng đừng có bực nữa. Chồng ráng đi nha. Bực rồi hả, nó hại sức khỏe thêm á. Bảo rồi có bắt được tụi nó không? Tất nhiên là bắt được chứ. Kiếm ai mà nhìn vậy? Dạ. Cháu, sao tự nhiên nàng nổi bác sĩ vậy? Chị Vy. Chị Vy phải không chị Vy? Chị nhận ra em không? Hữu. Dạ. Hữu, hội phó hội du học sinh nè. Dạ đúng rồi, là em nè chị Vy. Trời ơi. Chị gặp chị em mừng quá. Hữu bạn em. Đây về nước rồi hả? Dạ em mới về nước. Hồi nãy em đi ngang trên hành lang á, em thấy cái bóng nào y chang như chị vậy đó. Cho nên á, em phải đợi là tới đây coi có phải chị không. Trời, công nhận nha. Gặp em là chị nhận ra liền á chứ. Tại vì trong hội du học sinh chỉ có chị với em là người Sài Gòn. Mà em hả hay quan tâm chị nữa. Dạ. Anh ra chị nhớ ra em liền. Lâu ngày không gặp lại chị. Nhìn chị vẫn trẻ và đẹp như xưa nha. Thôi đi, còn em á, lâu ngày không gặp lại em. Em cũng vẫn dẻo miệng y như xưa. Dạ. Chị đâu có lão hóa ngược đâu. Giới thiệu với em, đây là anh Trình, là chồng của chị. Sao không đợi nó về rồi giới thiệu luôn? Có tới mà. Đây là Hữu, học gần với em hai khóa. Dạ, hân hạnh được biết chú. Chú đang đau mặt, không có tiện bắt tay với con. Chị Vy, chị cho em xin số điện thoại chị nha, có gì em liên lạc với chị. Xin chi vậy? Em quen được với ông đầu bếp Pháp giỏi lắm. Ông mới về Việt Nam. Có gì em mời cho em món Pháp. Vợ tôi không có thích đi ăn với người ngoài. Chị nhớ không? Hồi xưa em với chị đi ăn món Pháp hoài luôn đó. Sao lì quá vậy? Được rồi. Để để chị. Nói đi, tại sao bạn du học mà em cho người ta số điện thoại chi vậy? À, hồi xưa Hữu giúp em nhiều lắm. Bây giờ gặp lại xin số thì mình cho chứ có sao đâu. Em hồn nhiên quá. Bộ em không nhìn ra được là thằng nhóc đó nó thích em hả? Không có đâu. Tụi em chỉ là bạn bè thôi à. Biết. Em chào sếp. Chị Vy ơi, có người gửi hoa cho chị. Ủa? Ai tặng hoa cho em? Em đâu biết đâu.
tặng chị đẹp. Chị xem hoa đẹp hay chị đẹp? Em hủ. Đó, còn chối được nữa không? Cái thằng nhóc ranh này nó dám công khai thích em mà. Không có đâu. Hồi xưa hủ cũng hay tặng hoa cho em, cũng đi y chang vậy mà. Anh đừng có nghĩ lung tung. Y cái gì mà y? Hồi xưa khác bây giờ khác. Hồi xưa là em chưa có chồng, bây giờ em có chồng rồi. Nó làm vậy là sao? Bộ em không nhớ hả? Nó kêu bằng chị mà nó dám kêu anh bằng chú. Dạ em xin phép. Nè, nhớ nghe chưa? Từ đây về sau, bất cứ hoa của ai hoặc là hoa của người nào tên Hữu tặng chị Vi là không có được đưa lên. Tặng lại cho em đó, muốn xử lý sao xử lý. Dạ. Cầm luôn đi. Thôi, anh đừng có nghĩ nhiều như vậy. Để em nói chuyện rõ ràng với em ấy. Rồi đi đâu? Em đi vệ sinh. Đi đi. Không ngờ có ngày á, thằng con mất nét của cô nó lại ghen lồng lộn lên như thế. Cô nghĩ tới thôi mà đã hả hê trong bụng lắm rồi đó. Công nhận chiêu của cô ác liệt thiệt. Anh Trình ảnh có nghĩ nát óc cũng không bao giờ nghĩ người đằng sau những chuyện này lại là cô. Cái thói trăng hoa, ăn không được phá cho hôi, y chang như ba của nó ấy. Cô không thể để cho nó hủy hoại cái gia đình của nó được. Mà cái tình cảm của nó với lại bé Vi ấy cũng là thật mà, đúng không con? Dạ. Vậy mình có nên để cậu Hữu tiếp tục nữa không cô? Cứ tiếp tục. Con nói thằng nhóc đó cứ tiếp tục gọi điện, không được thì gửi email. Còn Hoa liên tục gửi vào cho cô, nghe không? Để cho thằng con trời đánh của cô nó sợ hãi. Mà phải theo sát nó, đừng để cho nó quấy phá gì chồng cô Liễu nữa, nghe không con? Dạ cô. Công nhận mình là người mẹ quá tuyệt vời, quá biết cách dạy con. Thủ đoạn của con cô chắc cũng di truyền từ cô chứ không đâu. Thank you.